xem đó là một con âm ly giải mã đẹp xuất sắc của Yamaha, dòng đời cao có giải mã đường quang. Yamaha 530 giá cực tốt 2,5 triệu. Nó cực tốt ở đây là nó khỏe, nó vừa tiền, nó đẹp và nó zin. Rất tiện để anh em nghe nhạc số nhạc mạng cắm trực tiếp đường quang. Tôi đang gõ vào đôi loa bát 30. Con âm ly này tôi đã từng làm những clip test bán ở trước, đó là tôi ghép liền vào một đôi bát 30 và một đôi loa bát Bow 20 để hát karaoke, ghép vàng và bát chép đầy đủ. Một con âm ly bãi giá này là siêu đẹp anh em nhé. Bề ngang nó tầm 43, 43,5, chiều cao tầm 14, vượt mà nước sơn 180W 100V, series là 462, đường giải mã limit luôn 1234 đồng trục này, FM tần số 90, đánh một đôi loa chính này, loa phụ này, loa center, loa xúc điện này. Tại sao nó có nhiều loa? Bởi vì nó là đời cao nên nó có thể ghép thành bộ âm thanh vòm, âm thanh 3D. Đời cao nó mới có cái đó anh em nhé. Còn bình thường thì anh em nghe nhạc đấu một đôi loa là hết ý rồi, căng rồi. Còn lúc tôi hát thì tôi đã đấu chập liền một đôi Bow và một đôi Pioneer 30.